Thưa quý vị, như truyền hình thông tấn đã phản ánh, những năm gần đây tình trạng thiếu bãi đỗ xe đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của rất nhiều người dân tại thủ đô Hà Nội. Không chỉ ở các tuyến phố cũ, các dự án quy hoạch bãi đỗ xe tại những khu chung cư đô thị mới xây dựng cũng đang đình trệ, mới chỉ đáp ứng khoảng 10% tổng nhu cầu đỗ xe. Để giải quyết vấn đề thiếu các bãi đỗ xe trên địa bàn thì nhiều giải pháp tình thế đã được thành phố Hà Nội triển khai. Tuy nhiên hiện vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, thậm chí có nơi lại trở thành cơ hội cho các bãi xe tạm, bãi xe không phép được hoạt động. Các chuyên gia cho rằng là thành phố cần phải nhanh chóng triển khai các biện pháp tháo gỡ, giải quyết nhu cầu bức thiết cho nhiều người dân thủ đô. Khu chung cư Kim Văn, Kim Lũ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mặc dù thường xuyên được lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, nhắc nhở và xử phạt nhiều lần, thế nhưng việc đỗ xe hàng hai, thậm chí hàng ba dưới lòng đường như thế này vẫn thường xuyên xảy ra. Lo sợ thì cũng phải để đấy chứ, vì quanh đây làm gì có chỗ đỗ xe ô tô đâu. Ở đây thì nhiều lúc cứ bị giao thông mà thanh tra bắt, cho nên là dân ở đây mong muốn là chính quyền làm sao tạo điều kiện để có một bãi đỗ xe cho dân ở đây yên tâm. Khu chung cư Kim Văn, Kim Lũ gồm có 4 tòa nhà cao 45 tầng. Tuy nhiên chỉ có một hầm gửi xe máy, dân số lên tới cả chục nghìn người. Song tại đây lại không được quy hoạch bãi đỗ xe ô tô, khiến cư dân phải tận dụng mọi chỗ trống xung quanh để đỗ xe. Nên là mọi người không có bãi đỗ nên là đôi khi lúc là mọi người cũng vẫn dùng những cái chỗ mà chống lập mọi người vào hết, thành ra là trung gian vi phạm. Không có chỗ đỗ xe cũng là vấn đề nan giải của hàng nghìn cư dân tại rất nhiều khu đô thị lớn tại Hà Nội như Trung Hòa Nhân Chính, Nam Trung Yên, Linh Đàm đang gặp phải. Theo quy định của Bộ Xây dựng, cứ 100 m² diện tích sử dụng nhà ở thương mại phải bố trí tối thiểu 20 m² chỗ để xe. Song trên thực tế, rất nhiều dự án chung cư cao tầng hiện nay không đáp ứng được các yêu cầu này, nhất là các dự án thuộc phân khúc tầm trung và thấp. Đây là lỗi của các nhà quản lý. Khi anh quyết định cho xây chung cư, anh phải quy định là anh làm 30 tầng hầm để chứa xe, chứ không phải là anh trực. Họ trốn những cái hầm tầng hầm mà họ cứ thích nâng cao lên, rồi cuối cùng là đều hoặc cả làng cả. Sau hàng loạt phương án như đỗ xe dưới lòng đường, từ dọc sang chéo, xây bãi xe cao tầng tự động, đỗ ô tô theo ngày chẵn, lẻ hay một bên đường, đến nay đều không phát huy hiệu quả và chưa giải quyết triệt để được bài toán nan giải này. Các dự án được kỳ vọng lớn như xây dựng các bãi đỗ xe ngầm thì sau hơn 10 năm vẫn chỉ nằm trên giấy. Người ta bỏ ra hàng tỷ đồng để mà xây dựng một cái bãi đỗ xe. Trong khi đó chỉ cần một hộp sơn 10.000 đồng là có thể vạch trên vỉa hè, thì cái cuộc cạnh tranh đó nó bất bình đẳng, cho nên không bao giờ hình thành một nền kinh tế đỗ xe. Bài toán ở đây là chúng ta phải xem xét đến những giải pháp tổng thể và các giải pháp cốt lõi, trong đó đẩy mạnh phát triển các hệ thống giao thông công cộng là nhiệm vụ sống còn của các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện thành phố đang hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới điểm đỗ xe trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để công bố rộng rãi các danh mục kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên để thu hút các nhà đầu tư vào cuộc thì thành phố còn rất nhiều điều phải làm. Trong lúc chờ đợi các biện pháp tiếp theo thì tìm chỗ đỗ xe vẫn sẽ là nỗi ám ảnh và bức xúc của rất nhiều cư dân thủ đô.